Kính thưa quý vị, như vậy là sau 2 ngày mà tôi được tiếp anh Phạm Xuân Dũng từ trong thành phố Hồ Chí Minh về với miền Trung để anh đến với những hoàn cảnh rất là khó khăn để giúp đỡ. Và ngày hôm nay thì kết thúc cái chuyến hành trình và chúng tôi đang chuẩn bị để ra sân bay để tôi tiện anh Dũng về với Sài Gòn. Và trước khi mà anh Dũng về với Sài Gòn ấy, thì tôi cũng muốn là có một cái buổi ghi hình cùng với anh Dũng trước khi mà anh Dũng rời miền Trung về với miền Nam. Và tôi thấy rằng là trong suốt thời gian hai ngày vừa qua đấy, tôi được đồng hành cùng anh Dũng để làm những chương trình thường niên để đi chia sẻ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy điều đó rất cực kỳ tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì tôi đã chính thức bắt tay cùng với anh Dũng để kết nối yêu thương, để chia sẻ, để lan tỏa những cái giá trị của những mạnh thường quân đến với những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Vậy thì lý do vì sao thì tôi lại chọn cái công việc đó ngoài cái công việc kinh doanh của mình, thì tôi lại làm kết nối yêu thương như vậy? Bởi vì trong suốt thời gian vừa qua mà khi tôi theo dõi thì tôi thấy rằng là cái việc mà anh Xuân Dũng đã giúp đỡ cho được rất là nhiều cái hoàn cảnh ở trong miền Nam vượt qua được những sự khó khăn, giúp cho họ có được những cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp cho họ tự tin hơn để có thể là mạnh mẽ để vươn lên trong cuộc sống. Điều đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Chính vì vậy thì ngày hôm nay trong cái dịp này tôi mới mời anh Xuân Dũng ra đây để chia sẻ cho tôi cũng như là giúp đỡ một số cái hoàn cảnh ở khu vực miền Trung này. Và bây giờ đấy thì tôi muốn rằng là sẽ kết nối với tất cả quý vị, chúng ta sẽ được giao lưu với anh Xuân Dũng, là một người mà đến bây giờ thì có thể nói là cực kỳ nổi tiếng quý vị nhé. Và nếu mà quý vị chúng ta muốn biết anh Xuân Dũng là ai thì chúng ta có thể vào YouTube chúng ta gõ là Tin Nóng Từ Dân, thì quý vị chúng ta có thể thấy được những cái công việc, những cái việc mà anh Dũng đã làm mang lại cái niềm vui và hạnh phúc cho những hoàn cảnh nó cực kỳ vất vả và khó khăn. Vậy thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh. Em muốn là anh Dũng có thể là chia sẻ với em cũng như là cộng đồng những người đang theo dõi trên YouTube cái lý do vì sao là anh lựa chọn cái ngoài cái việc là anh công việc làm kinh doanh của anh ấy, thì anh lại lựa chọn cái công việc thiện nguyện để anh giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Và trong suốt thời gian vừa qua đấy, khi mà anh làm cái công tác thiện nguyện đó đấy, thì cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc lớn nhất của anh đó là gì, anh có thể chia sẻ với mọi người được không? Cảm ơn. Trước hết thì rất là cảm ơn Huy Khánh đã dành những lời tốt đẹp nhất cho Xuân Dũng. Thực ra thì Dũng cũng chưa phải là người nổi tiếng lắm đâu. Cũng đang là cái mới được mọi người biết đến thôi chứ chưa phải là có nhiều nổi tiếng. Cái thứ hai nữa thì câu hỏi của Khánh thì rất là hay. Khi mà để mà làm cái công việc thiện nguyện này á, thì ngoài công việc kinh doanh ra thì cái câu hỏi của Khánh là có phải là cái động lực nào, đúng rồi, cái động lực nào mà để mà hành trình với cái công việc này, đúng rồi. Thực sự mà nói thì cái hành trình để mà đến với những hoàn cảnh khó khăn này á thì nó xuất phát từ cái tuổi thơ, từ tuổi thơ của anh. Khi mà tuổi thơ thì hồi đó thì sinh ra và lớn lên ở vùng đất đầy chịu nhiều thiên tai và lũ lụt, đó là cái nơi rốn, cái trung tâm của thiên tai. Một năm cái vùng đất của anh ở thì có tầm chừng phải chục cơn bão, chưa kể những cái trận lụt, Quảng Bình và anh thì ở quê thì ở Lệ Thủy, Lệ Thủy thì như là hương của Bắc Giáp, đúng rồi, và lụt như là một đặc sản rồi. Đó, cho nên là với cái tuổi thơ nó sống trong nghèo khó và cơ cực như vậy thì có những lúc mà nhà không có gì ăn, và đến mỗi khi mà không có gạo mà đến khi là bà con hoặc là cô chú hay là cho mình được một lon gạo hoặc là cho được đi chờ mà cho mình một miếng thịt thôi là mình cảm thấy quý lắm, mang ơn lắm, mình cảm thấy quý vô cùng luôn. Và từ cái điều đó là mình sau này mình lớn lên mình nói rằng mình thấy rằng là hồi nhỏ mình đã được được khổ cực mà đặt người ta cho như vậy mình cảm thấy mang ơn mà đến bây giờ mình cảm thấy quý mình cảm thấy như vậy thì chứng tỏ rằng là một hành động cho dù rất là nhỏ thôi nhưng mà nó đã tạo cái dấu ấn, nó nằm trong bài mài trong đầu mình, tức là mình quý và mình mang ơn đến tài cho đến bây giờ 40 tuổi rồi mình còn nhớ lại những cái chi tiết đó. Thì có nghĩa rằng là
có phải rằng là những cái việc đó nó vô tình nó đánh vào trong cái trái tim của mình, vâng, cho nên nó giữ lại được như vậy, vâng. Và từ cái suy nghĩ đó thì anh ấy cho dù cuộc sống của mình hiện tại bây giờ cũng chưa phải là quá giàu có hay xuất sắc, vâng, gì, vâng, nói chung là cũng không bình thường thôi, vâng, cuộc sống cũng là bình thường thôi, không có gì ấy, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là mình kiếm được 10 đồng, vâng, thì mình bỏ ra tầm 2-3 đồng để mình san sẻ chia sẻ cho bớt những ai mà đang rất khó khăn mình gặp được. Một đồng cũng là vui rồi đấy. Đúng là một đồng vui thì đến từ nghĩ như vậy. Vâng. Và sau khi anh làm như vậy thì anh đã có một số người họ bạn bè của mình, vâng, họ cũng chung tay với mình, vâng, chung tay mình và thấy cái mà mình làm á họ ý nghĩa, thấy ý nghĩa, vâng, và họ lại chung tay với nhau. Họ cũng là cũng là đồng cảm đúng không? Cũng là đồng cảm đúng không? Và từ đó thì hồi đó thì anh chưa phải là làm một công việc nó quá giúp ai cho nó quá lớn, hình như một hoàn cảnh như vậy mình đến chỉ là cho được anh em gom lại người một chút rồi cho được 20-30 ký gạo, một thùng mì tôm, một ít đường, sữa, dầu ăn, mì tôm, bột ngọt thế thôi chứ không có gì lớn, chưa có gì lớn. Và hồi đó thì công việc của anh là không phải đưa lên YouTube, không phải đưa lên YouTube mà anh hay đưa lên Facebook đó. Hay đưa lên Facebook. Nhưng mà Facebook là như mọi người đã biết đấy, Facebook thì nó cũng có cái hạn chế của nó. Khi mà hình như là những cái hoàn cảnh mà khi mình đưa lên thì mình đến thăm ai đó, không phải là mình để mà mình đưa lên không phải là để cho người ta biết là mình đi làm từ thiện, mà mình muốn chia sẻ lên để cho cộng đồng họ biết và họ để chung tay giúp đỡ người đó thôi. Tuy nhiên thì nó bị một hạn chế, đó là có một số link mình dành rất nhiều tâm huyết đến cho cái hoàn cảnh đó thì vô tình là bị Facebook nó báo cáo là nó là cái vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, rồi nó bắt mình phải ẩn, hoặc là nó từ xóa luôn. Đấy, thành ra cuối cùng là cái việc của mình là muốn đưa lên để cho cộng đồng biết thì nó lại không thành. Và từ đó thì anh này mới đưa cái câu chuyện này đưa lên trên YouTube. Rồi từ YouTube anh lấy cái đường link để chia sẻ qua Facebook nữa. Tức là nó có 2 lần chia sẻ. Và anh cũng không biết là vì sao mà từ khi mình đưa lên YouTube thì lại là được nhiều người xem hơn, nhiều người biết đến hơn. Và từ đó thì câu chuyện thiện nguyện của anh nó bắt đầu mình lên, phát triển lên từ đó. Lan tỏa, có sự lan tỏa khi mà nhiều người họ cảm đồng cảm với cái cách làm của mình. Và họ đồng cảm với những cái nhân vật khó khăn đúng không? Cho nên là họ chung tay cùng với em. Đúng rồi, chung tay. Và cái cơ duyên của anh là để làm việc thiện nguyện này là nó như vậy. Thế thì cái cơ duyên để anh đến với cái công việc làm thiện nguyện là như thế đúng không? Vậy thì em muốn hỏi một chút rằng về thì trong suốt cái thời gian mà anh đến với cái công việc thiện nguyện đấy thì cho đến bây giờ thì chắc chắn là anh đã giúp đỡ được rất là nhiều người đó. Anh là cái cầu nối, không phải là chỉ cá nhân anh mà anh ngoài cái khoản chi gọi là một khoản kinh phí mình bỏ ra để giúp đỡ cho người ta đấy, còn là một khoản tài chính nho nhỏ của mình thôi để giúp đỡ họ, thì anh còn kết nối được rất là nhiều người, rất là nhiều mạnh thường quân để có thể cùng với anh để giúp đỡ nhiều cái hoàn cảnh đó. Vậy thì sau khi mà anh đến với những hoàn cảnh khó khăn như thế đấy thì anh giúp đỡ như vậy cho anh giúp cho người ta đấy, thì anh cảm thấy anh cảm nhận được rằng cái niềm vui hay niềm hạnh phúc của họ như thế nào, anh có thể chia sẻ với mọi người không? Thì khi mà làm cái công việc này á, thì việc thiện nguyện này thì anh nghĩ rằng là nó có cái bốn cái lý do mà đúc kết lại thì anh mới thấy như vậy này. Xin hơi dài dòng một tí xíu nha. Tại vì cái lý do này anh mới nói qua cái ấy. Thứ nhất, để mà làm cái việc thiện nguyện này, bản thân mình là mình đang làm một cái việc mà mình cảm thấy là mình nên để tích đức lại cho bản thân mình, gia đình mình và con cái mình. Là cái giá trị đầu tiên. Cái giá trị thứ hai nữa là mình giúp cho cái hoàn cảnh nhân vật của mình á, họ có cơ hội để giúp đỡ người ta. Tức là không phải cái hoàn cảnh nhân vật của mình á, họ có cơ hội được thay đổi. Họ có được nhiều người biết đến và họ có cơ hội để họ, ví dụ như họ bệnh tật, họ được giúp đỡ về mặt kinh phí, hoặc là nhà họ đang nghèo khổ thì họ đã có một cái số vốn nào đó. Và có thể đi gặp những người bán vé số thì cũng mình đang họ bị có những cái họ cũng đủ thu nhập để mà để nuôi sống thì mình giúp cho họ, thì tự ý nói rằng là mình đang là cái người mà cầu nối và cho những người được nhận, là mình là cái người cho họ được nhận. Đặc biệt ra thì anh cũng là một cái cầu nối mà giúp cho những cái mình thường quân, những tấm lòng hảo tâm khác mà họ lại không có điều kiện đi lại, không có điều kiện để tiếp xúc gần gũi với những cái hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống, thì họ lại mình lại tạo điều kiện, tức là mình là
thì mình đưa kết nối để cho những người đó họ được họ qua mình, vâng, qua anh để được giúp những cái hoàn cảnh đó, vâng, tức là mình giúp cho họ được tích đức cho họ luôn, vâng, đó là ba cái lý do đầu tiên, vâng, và lý do mà cuối cùng thế nữa là nó thực sự mà nói thì vô tình thì YouTube nó cũng cho mình một cái khoản thu nhập nào đó, vâng, để từ cái khoản thu nhập đó thì mình lại tiếp tục là đồng hành chia sẻ lại với những cái mặt cảnh khác, vâng, là như vậy, vâng. Thì điều đó có nghĩa rằng là câu hỏi với họ của thầy thì cái mà anh đưa đến cho nhân vật của mình, vâng, đó là một cái mà họ thấy rằng là trong cuộc sống này, vâng, trong cuộc sống này họ vẫn còn rất là nhiều cái niềm tin, vâng, nhiều cái hy vọng, vâng, rằng là vẫn còn nhiều người tốt, vẫn còn nhiều người yêu thương, vâng, giúp đỡ và đùm bọc và muốn họ thay đổi cuộc sống của, vâng, họ, chứ không phải là xã hội này không phải là để mà để có những người mà họ lãng quên những người của họ, vâng. Đối với anh thì ở những nhân vật nào mà đang vì xa lấy, đang vì hát thủ thì mình lại tìm đến, vâng. thì cái giá thì là họ đã có niềm tin như vậy, vâng, và họ từ đó thì họ lạc quan hơn và, vâng, họ đã từ đó thì anh thấy rằng là mình đang tạo ra một cái môi trường, vâng, mà có nhiều người họ tin vào cái niềm tin về trong cuộc sống hiện tại. Vâng. Ok. Thế thì với những cái hoàn cảnh, những cái trường hợp, những cái đối tượng mà anh đã giúp cùng với Mạnh Thường Quân đã giúp cho những đối tượng đấy rất là nhiều như thế thì cái trong những cái hoàn cảnh đó thì đã có những trường hợp nào mà anh giúp cho người ta ví dụ như là một cái khoản tiền rất lớn để chữa bệnh hay là xây những cái ngôi nhà tình nghĩa hay là đại khái là như thế thì đã có chưa? Anh có thể chia sẻ với mọi người được không? Có, tại vì cảm ơn Khánh. Vâng. Về cái hiện tại bây giờ anh làm thì cũng quá nhiều. Vâng. Nhưng mà để mà ấn tượng nhất là anh đã làm cái cùng với các Mạnh Thường Quân, vâng, đặc biệt là với gia đình của doanh nhân anh Sĩ Đằng. Anh Sĩ Đằng, một người của Nghệ An, vâng, con ở Thanh Chương, Nghệ An, vâng, và hiện tại anh là một doanh nhân lớn về vận tải tại Hố Nai, Đồng Nai, vâng. Thì anh là một cái nhà tài trợ chính cho ngôi nhà hơn 200 triệu, vâng, 200 triệu tài gia đình của bốn người bị tâm thần, vâng, bốn người bị tâm thần, và đó là cái ngôi nhà mà anh đang làm và có một cái giá trị nó lớn. Ngoài cái giá trị về cái ngôi nhà ra, vâng, thì đó là một cái giá trị về cái tình người ở đây nữa. Tại vì cái hoàn cảnh của bốn người tuy họ tâm thần, vâng, nhưng mà họ đã tạo một cái gì đó mà làm cho người cộng đồng mà các Mạnh Thường Quân, vâng, họ yêu thương họ, tại vì họ đó là những người tâm thần mà rất là vui tính, rất là dễ, vâng, thương và rất đáng yêu đó, và đó là cũng là một trong những nhân vật, vâng, mà đang được nhiều người yêu mến, vâng, cả bốn anh em đó được yêu mến, và là cái việc mà cũng là ngôi nhà mà giá trị nhất, vâng. Ngoài ra thì có hoàn cảnh của một người nữa, đó là hoàn cảnh của em Khoe, vâng. Em Khoe là một người nhân vật mà được nhiều người quan tâm, vâng, rất khen. Rồi ngoài ra thì mới đây thì hiện tại bây giờ luôn, đó là nhân vật mà anh đang cùng với mọi người đang giúp đỡ để mà đưa chị trở lại một con người với trở lại cuộc sống bình thường, đó là chị Bình. Chị Bình ở Duyên Hải, Hà Vinh. Đó là thì là những cái nhân vật mà anh thấy là nhiều lắm, nhưng mà đó là những nhân vật mà để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất. Vâng, vâng. Thế thì em thấy rằng là hiện nay thì có nhiều cái tổ chức cũng là làm từ thiện đấy, và họ hướng tới ví dụ như là những trẻ em là khuyết tật này, những trẻ em mồ côi này. Như vậy thì qua cái câu chuyện của anh ấy, và qua những đối tượng, qua những hoàn cảnh mà anh đã cùng với các Mạnh Thường Quân của mình ấy, đã giúp đỡ cho được rất là nhiều người như vậy đấy, thì em thấy rằng là đó là một cái việc làm nó vô cùng ý nghĩa. Và chắc chắn một điều rằng là không những cá nhân anh mà rất là nhiều người trong đất nước Việt Nam mình hay là cả trên toàn thế giới đang mong muốn rằng sẽ có nhiều con người hơn nữa giống như anh để kết nối các Mạnh Thường Quân, để lan tỏa những cái tình yêu thương của mình đến với những hoàn cảnh rất là khó khăn như vậy. Và chính vì thế cho nên là ngày hôm nay thì anh Dũng đang hướng cho Khánh, và bản thân em Khánh thấy được cái việc làm của Dũng rất là tuyệt vời. Chính vì thế cho nên là Khánh quyết định là một cầu nối để kết nối với những Mạnh Thường Quân ở khu vực miền Trung,
để giúp đỡ những hoàn cảnh mà rất là khó khăn, để giúp cho họ có được cái niềm tin, có được cái sự lạc quan và họ có thể vượt qua được cái sự khó khăn trong cuộc sống nhất trong một khoảng thời gian là nhất định. Vâng ạ. Đấy, cho nên là chính vì thế cho nên là ngày hôm nay thì ngày hôm nay ấy, và về sau thì Khánh sẽ làm cái cầu nối, và cụ thể là trong cái giai đoạn mấy ngày gần đây đấy thì Khánh cũng là cùng với anh Dũng đã giúp đỡ cho được là hỗ trợ cho được là hai đối tượng đó. Một trường hợp thứ nhất đó là ở Nghi Xuân Hà Tĩnh thì là một cái anh này là mắc cái bệnh tâm thần đấy và phải bị xiềng xích là hơn 20 năm rồi đấy. Thì vừa rồi thì các mạnh thường quân cùng với anh Dũng đã đến, đã được Khánh kết nối và đến đã cũng hỗ trợ cho anh ấy một phần quà nho nhỏ. Và chắc chắn một điều rằng là trong cái thời gian tới thì các mạnh thường quân mà phía anh Dũng kết nối cũng như là về phía Khánh sẽ là có những sự quan tâm đến nhiều hơn nữa đến những trường hợp như vậy đấy. Đúng anh Dũng? Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng. Cho nên là nếu quý vị nào mà chúng ta thực sự có những tấm lòng hảo tâm, có những sự san sẻ muốn giúp đỡ mọi người thì các anh chị chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với anh Xuân Dũng qua cái kênh Tin Nóng Từ Dân, hoặc ở khu vực miền Trung thì các anh chị chúng ta có thể liên hệ với Khánh qua kênh YouTube là Hà Huy Khánh. Khánh sẽ làm cái cầu nối để đồng hành cùng với anh chị để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Đúng không? Vâng, thì đó là những gì mà chúng em chỉ muốn chia sẻ ngắn gọn thôi, trong ít phút thôi, bởi vì bây giờ thì cũng sắp đến giờ rồi, anh Dũng phải ra sân bay rồi. Trong những cái thời gian tới này thì chúng em sẽ làm những cái buổi ghi hình nó được chuyên nghiệp hơn, đúng không? Và sẽ có những nhân vật gọi là sẽ có những hoàn cảnh cụ thể để giúp cho quý vị chúng ta có thể hình dung được, cảm nhận được cái sự khó khăn, cái sự vất vả của họ, nên từ đó chúng ta có thể là điều phối để xem rằng là với những đối tượng như thế này chúng ta mong muốn giúp đỡ họ như thế nào, thì lúc đó các anh chị chúng ta có thể là liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta đã lắng nghe, đã theo dõi và tới đây sẽ đồng hành cùng với Khánh và anh Dũng trong những chương trình thiện nguyện sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Rồi, tạm biệt. Xin chào.